bấy giờ yêu bà di bất động dùng lời bồ tát mềm mại lời vui lòng an ủi thiện tài mà bảo rằng lành thay lành thay thiện nam tử ngươi đã có thể phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thiện nam tử ta đắc được môn giải thoát bồ tát khó thôi phục trí huệ tạng ta đắc được hạnh môn bồ tát kiên cố thọ trì ta đắc được môn tổng trì bồ tát tất cả pháp bình đẳng địa ta đắc được môn biện tài bồ tát chiếu minh tất cả pháp ta đắc được môn tam muội bồ tát cầu tất cả pháp không mỏi nhàm thiện tài đồng tử nói đức thánh môn giải thoát bồ tát khó thôi phục trí huệ tạng, cho đến môn tam muội cầu tất cả pháp không mỏi nhàm cảnh giới như thế nào Đồng nữ đáp, chỗ này khó biết. Thiện tài nói, xin Đức Thánh đương thần lực của Phật vì con mà diễn nói. Con sẽ do nhờ thiện tri thức, sẽ tin, sẽ thọ, sẽ biết, sẽ thấu rõ. Xu nhập, quán sát, tu tập tùy thuận, liền các sự phân biệt, rốt giáo bình đẳng. Yêu bà Di nói, thiện nam tử trong đời quá khứ có kiếp tên là Ly Cấu, Đức Phật hiệu là Tu Tý, Bấy giờ có ông vua tên là Điển Thọ, chỉ có một người con gái, đó là ta. Vào lúc nửa đêm khi chấm dứt buổi diễn tấu âm nhạc, cha mẹ anh em đều đã ngủ say, 500 đồng nữ cũng đều đã ngủ. Ta ở trên lầu ngắm nhìn các vì sao, bèn thấy Đức Như Lai đó ở trong hư không như núi chúa báu, có vô lượng vô biên thiên long, tám bộ chúng, và các chúng Bồ Tát cùng nhau vây quanh, thân Phật phóng ra lưới đại quang minh chiếu khắp mười phương không gì chướng ngại. Lỗ chân lông thân Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, ta ngửi được hương thơm đó, thân ta mẻ mại, tâm sinh hoan hỉ. Bèn từ lầu đi xuống đất, chắp tay đảnh lễ Đức Phật, lại quán tướng vô kiến đảnh của Phật, quán bên trái phải thân Phật, chẳng biết được bờ mé, suy ngẫm các vẻ đẹp của Đức Phật đó không nhàm đủ, tự nghĩ thầm rằng, Đức Phật thế tôn đây, làm những nghiệp gì mà đắc được thân tốt đẹp như thế, tướng tốt viên mãn, quang minh đầy đủ, quyến thuộc thành tựu, cung điện nghiêm đẹp, phước đức trí huệ thải đều thanh tịnh, tổng trí tam muội không thể nghĩ bàn, thần thông tự tại, biện tài vô ngại. Thiện Nam Tử bấy giờ Đức Như Lai biết tâm niệm của ta liền bảo ta rằng Người nên phát tâm không thể hoại diệt các phiền não Nên phát tâm vô năng thắng phá các chấp trước Nên phát tâm không đuôi sợ vào pháp môn thâm sâu Nên phát tâm kham nhẫn được cứu chúng sinh ác nên phát tâm không mê hoặc khắp thọ sinh trong tất cả các cõi Nên phát tâm không nhàm đủ, cầu thấy chư Phật, không ngừng nghỉ nên phát tâm không biết đủ đều thọ mưa pháp của tất cả như lai nên phát tâm tránh tư duy khắp sinh tất cả phật pháp quang minh nên phát tâm đại trụ trì khắp chuyển bánh xe pháp của tất cả chư phật nên phát tâm rộng biêu thông tùy chúng sinh muốn bố thí cho họ pháp bảo